Em xin chào cả nhà nha. Em xin giới thiệu đến cả nhà một cái mẫu. Cái kệ đây là kệ inox 2 tầng. Cái đây là inox 304 à. Kệ này là kệ 2 tầng à. Kệ đựng xà bông à. Kệ đựng xà bông với trong nhà tắm. À, cái này á. Anh chị cũng mình cũng có thể mình treo ở trên ngay chỗ nhà bếp được luôn nha anh chị. Mình treo ở trên nhà bếp thì mình đựng những cái vật dụng như là mấy cái hũ gia vị á. Đây à, cái kệ 2 tầng này mình có thể đựng mắm muối gia vị trên cái kệ 2 tầng này cũng được nha. Rồi cái này thì mình treo khăn lô bếp như đó. Còn cái này thì mình có thể mình treo nồi. Cái đây rất là tiện à. Đây nè. Nó rất là tiện. Cái này mình có thể treo trong nhà tắm, cũng có thể để ở ngoài bếp nha cả nhà. Bếp nhà ai rộng rộng thì có thể để à. Đây à, cái kệ này là kệ 2 tầng. Cái đây là nó có một cái thanh này là để mình mang khăn. Còn những cái này là để móc áo, móc quần, móc khăn. Đây à, còn trên cái kệ này á, là mình đựng cái gì nè. Ở trên cái kệ trên nữa. Đây là kệ 2 tầng nha. Đây à, kệ 2 tầng. Nó đẹp luôn. Rồi, em cảm ơn cả nhà mình đã xem bài.